Cô 50 ngàn con mấy cần bú vậy đó hả? Ồ. Cô này hơi bị đặc biệt á trời. Trước giờ mày thấy ở đây bán tôi 50 ngàn á. Ông mối 30 ngàn, 45 ngàn bên lâu nay em thấy à. Trễ hả? Mấy bên này đi trễ hả? Ờ. Dạ hả? Mỗi đòn sen năm 50 ngàn. Có loại không? Nó có loại không? Không có. Có đòn sen ở chạy này luôn á. Công nhận là nhiều người chịu đi ghê chứ. Xa thiệt là xa luôn. Chưa. Cô tái không à, trời ơi, thấy thịt không à, không thấy bún thấy rau rồi, ăn phải chất lượng như vậy mới được. Găng ra thì ăn bò găng thôi. Chết nước trong, nước béo quá, chút nữa không la làng nó xóm lên đi giờ. Bán là phải xếp. Phải như ý mới được à. Phải biết ý để bán nha. Chưa ăn hả? Bỏ bọc thấy, bỏ bọc, bọc. Tại vì thêm miếng cà nữa. Tại gì vậy? Tại luôn. Thì ăn rau không cho rồi. Hai ha. Ăn mấy cũng muốn à. Gan hết luôn hả? Gan hết rồi. Có tiền gan lên ăn. Ăn vậy sao no được? Có tiền gan lên ăn luôn chứ. Bỏ cái gì kìa. Ai hả? Ai chứ.
bưng cũng trâu. Tội nghiệp người ta bưng nặng chứ. Ta luyện sức phải không? À, ta đã luyện thì ta phải nhắm đầu bưng cả ngày người ta. Sếp à, khó tính nhất là xe con bò hả? Đưa cho người yêu, người yêu của bà Mai. À, người yêu. Ừ, người yêu của bà Mai. Bữa nay im ru có bất ngờ luôn hả? Bữa nay lầm, bữa nay đứng như là, tự nhiên tới đây im ru bất ngờ luôn. Là kêu phải làm này bởi vậy cho nên ổng không chịu ưng là phải rồi kìa. Tái, tái kìa. Ờ, tái mà bỏ răng ổng không chịu bưng là đúng rồi kìa. Ổng không phải của ổng bưng đúng rồi. Ông đừng có sợ xạo. Hỏi ổng không bấm hỏi mà. Tôi đưa cái gì ổng là không, ổng ăn tái thiệt mà nhưng em làm tái lâu quá, tái nó còn à, đây là họ biết mà tái biết mà nhưng à, biết là, rồi. Không phải là không biết. Rồi miếng hành vô. Rồi cho mối. Mối. Cô gái à, chồng với nhau kìa.